Cô mến chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào chương trình của học kỳ 2. Trước khi chúng ta bước vào chương trình của học kỳ 2, thì cô yêu cầu các em dành ra ít phút để xem lại những lời dặn dò của cô. Cuối học kỳ 1, thì cô và các con chúng ta đang đến với bài số 16, đó là chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc. Ở tiết cuối cùng thì chúng ta đã học được phần 1 La Mã, đó là chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc. Và tiết học đầu tiên của chương trình học kỳ 2 này, chúng ta sẽ bắt đầu vào phần 2 La Mã của bài 16 nhé. Phần kiến thức cần đạt, các em chúng ta dành ra ít phút để xem lại những nội dung như sau. Cấu trúc bài học. Bài học gồm có hai la mã. La mã thứ nhất chúng ta đã được học, đó là tìm hiểu về những chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc. Và cô cũng đã giảng cho các con những nội dung về chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc khi đô hộ nước ta như sau. Thứ nhất, đó là về tổ chức bộ máy cai trị. Các bạn chúng ta còn nhớ gì về tổ chức bộ máy cai trị của phong kiến phương Bắc khi đô hộ nước ta không? Đó là lúc bấy giờ, bọn phong kiến phương Bắc đã thi hành nhiều chính sách cai trị hà khắc, chia nước ta ra làm nhiều châu, quận và gộp với lại những vùng đất đai của Trung Quốc để thành ra một khu vực mới. Như vậy, dã tâm của bọn phong kiến phương Bắc đó chính là muốn xóa tên nước ta ra khỏi bản đồ thế giới và muốn đô hộ nước ta một cách lâu dài. Còn về những chính sách bóc lột về kinh tế như thế nào? Lúc bấy giờ thì nhà Hán đã chiếm đoạt ruộng đất, bắt dân ta cống nạp các sản vật quý như là hương liệu, vàng bạc, vân vân. Những sản phẩm quan trọng như sắt và muối bị chính quyền đô hộ giữ độc quyền. Bên cạnh đó thì nhà Ngô và nhà Lương còn siết chặt ách cai trị, đặt thêm thuế, bắt hàng ngàn thợ thủ công giỏi ở nước ta đem về Trung Quốc. Bên cạnh chính sách cống nạp thì về thời nhà Đường, chính quyền đô hộ còn tăng cường chế độ thuế khóa và lao dịch nặng nề. Tuy nhiên, chính sách được xem là thâm hiểm nhất của bọn phong kiến phương Bắc chính là chính sách đồng hóa. Chính sách đồng hóa nghĩa là gì? Có nghĩa là muốn biến nhân dân ta trở thành người dân của Trung Quốc. Trong suốt thời Bắc thuộc, chính quyền phong kiến phương Bắc đều thực hiện chính sách đồng hóa đối với dân tộc ta. Nhà Hán chủ trương đưa người Hán sang nước ta sinh sống lâu dài, ở lẫn với người Việt, tìm cách xóa bỏ những tập quán lâu đời của người Việt, ép buộc dân ta phải theo phong tục và tập quán của họ. Song song đó thì những tư tưởng lễ giáo phong kiến được truyền vào Việt Nam, từ đó thì chữ Hán cũng được du nhập nhằm phục vụ cho công cuộc đồng hóa. Tuy nhiên, việc dạy chữ chỉ giới hạn trong một số ít người ở các trung tâm. Và cả ngàn năm Bắc thuộc thì số người Việt được trọng dụng chỉ là thiểu số. Và tiết học hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua phần 2 La Mã. Chúng ta tìm hiểu xem dưới sự cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc thì tại đất nước ta đã có những chuyển biến gì về kinh tế, văn hóa và xã hội nhé. Phần 2 La Mã, những chuyển biến về kinh tế, văn hóa, xã hội sẽ gồm có hai nội dung nhỏ như sau. Thứ nhất, đó là tìm hiểu về những chuyển biến kinh tế. Thứ hai, chúng ta tìm hiểu những chuyển biến về xã hội. Sau đây, cô mời các con chúng ta sẽ tìm hiểu với cô phần 1 nhỏ, những chuyển biến về kinh tế.
Kinh tế nước ta lúc bấy giờ được chia ra làm ba ngành nhỏ. Thứ nhất là nông nghiệp. Các con hãy dựa vào sách giáo khoa và trả lời cho cô câu hỏi như sau. Em hãy nêu những chuyển biến của nông nghiệp nước ta trong thời Bắc thuộc. Các con có thể dựa vào nội dung sách học sinh ở trang 83. Và sau đây chúng ta sẽ đến với câu trả lời đầy đủ và chính xác nhé. Trồng lúa nước vẫn là ngành chính. Một năm thì người dân ta đã biết trồng hai vụ. Bên cạnh việc trồng lúa thì người dân còn trồng được các loại cây ăn quả, cây dâu và cây bông. Ở đây, cây dâu và cây bông không phải là hai loại cây ăn quả như là chúng ta hay thấy hiện giờ đâu nha các con. Mà cây dâu và cây bông này chính là các loại cây mà dùng để trong phục vụ cho cái việc dệt vải, nuôi tằm của người dân ta đó các con. Bên cạnh việc trồng lúa nước thì chúng ta sẽ còn xem thêm những hình ảnh sau đây. Đây như cô có nói, việc trồng dâu nuôi tằm để phục vụ cho việc cho cái ngành dệt vải, ngành đánh bắt cá và chăn nuôi. Người Việt cũng biết dùng cày và sử dụng sức kéo cho bò trong cái công việc nông nghiệp đồng áng của mình. Đây các con chúng ta thấy một hình ảnh rất là quen thuộc ở miền quê Việt Nam, đó là hình ảnh con trâu đi trước, cái cày theo sau. Qua những câu chuyện như là Sơn Tinh, Thủy Tinh thì các con cũng biết người dân ta đã có biết đắp đê phòng lũ lụt và bảo vệ mùa màng. Đây là hai con đê mà cô minh họa cho các con ha. Đây là những con đê nhằm để phục vụ cho việc chống lũ lụt. Tiếp tục chúng ta qua cho cô ngành thứ hai, đó là ngành thủ công nghiệp và thương nghiệp. Em hãy nêu những chuyển biến của ngành thủ công ở nước ta trong thời Bắc thuộc. Lúc bấy giờ thì một số nghề thủ công mới xuất hiện như là làm giấy, thảm xà cừ, thuộc da, đúc tiền, đúc ngói gạch cho xây dựng vân vân. Và các con chúng ta đang quan sát đây là một trong những công đoạn của nghề rèn sắt. Đây chính là hình ảnh minh họa cho nghề làm gốm. Và hình ảnh khung cưỡi quay tơ thì các con chúng ta biết đây chính là thể hiện cho ngành dệt vải đúng không nào. Chúng ta quan sát hình 16.4, một mảnh khuôn đúc trống đồng Đông Sơn ở thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ năm, được tìm thấy ở khu di tích thành cổ Luy Lâu Bắc Ninh. Và hình 16.5 đó là trống đồng Đông Sơn được tìm thấy ở làng Vạc, Nghệ An thế kỷ thứ nhất. Việc đồ đồng Đông Sơn vẫn phát triển ở nhiều nơi trên đất nước ta trong thời kỳ Bắc thuộc có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta biết là lúc bấy giờ bị chính quyền phong kiến đô hộ kiểm soát rất là gắt gao về việc phát triển kinh tế. Nhưng mà các con chúng ta có thể thấy là những cái hiện vật trống đồng vẫn được tìm thấy ở nhiều nơi trên đất nước ta. Từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên đến thế kỷ thứ nhất, dù bị phong kiến phương Bắc tìm cách phá hoại, sức sống bền bỉ của nền văn hóa Đông Sơn cổ truyền vẫn được duy trì và phát triển. Đây chính là minh chứng cho cuộc đấu tranh bảo vệ nền văn hóa cổ truyền của dân tộc ta, của ông cha ta. Cô mời các con cùng quan sát hai bức tranh và hãy cho cô biết hai bức tranh mô tả hoạt động gì của nhân dân ta. Các con chúng ta nhìn thấy đây chính là quang cảnh của những ngôi chợ đúng không? Và lúc bấy giờ thì các sản phẩm nông nghiệp và thủ công nghiệp được trao đổi buôn bán trong các chợ làng, chợ phiên. Nhiều tuyến đường giao thông cũng được mở rộng và các thương nhân Trung Quốc như là Java, Ấn Độ đến trao đổi buôn bán. Tuy nhiên thì chính quyền đô hộ
sẽ nắm độc quyền về ngoại thương. Tại sao chính quyền đô hộ lại nắm độc quyền về ngoại thương? Đó chính là vì ngoại thương đem lại một số tiền rất là khổng lồ, và bọn chính quyền đô hộ sẽ nhìn thấy cái khoản tiền khổng lồ đó, chính vì vậy sẽ nắm luôn cái phần độc quyền về ngoại thương để làm giàu cho bọn họ. Đây chính là phần ghi bài. Các con chúng ta sẽ ghi bài vào trong tập nhé. Và các con chúng ta nếu như mà chép bài không kịp thì có thể bấm tạm dừng like để mà chép bài. Sau đây, cô mời các con chúng ta qua mục lớn thứ hai, đó là những chuyển biến về xã hội. Mời các con cùng quan sát hình 16.5. Đây là bản mô tả cơ cấu xã hội thời Văn Lang, Âu Lạc và thời Bắc Thuộc. Bên tay trái là thời Văn Lang, Âu Lạc, bên tay phải chính là thời Bắc Thuộc. Xã hội thời Bắc Thuộc có gì giống và khác với xã hội thời Văn Lang, Âu Lạc? Cô mời các con chúng ta cùng quan sát nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô phân tích như sau. Về thời Văn Lang, Âu Lạc, các bạn sẽ thấy tầng lớp trên chính là vua, lạc hầu, lạc tướng và bù chính. Đây chính là những người lãnh đạo đất nước. Và tầng lớp tiếp theo đó chính là tầng lớp nông dân công xã. Đây là những người được nhận ruộng đất của nhà nước và cày cấy trên mảnh ruộng đất đó. Và cuối năm thì họ sẽ nộp một phần thuế cho nhà nước. Và tầng lớp thấp nhất trong thời Văn Lang, Âu Lạc đó chính là tầng lớp nô tỳ. Về thời Bắc Thuộc, đây là cái thời mà đất nước ta bị phong kiến Trung Quốc đô hộ. Về thời Bắc Thuộc thì tầng lớp trên được thay đổi, đó chính là bọn quan lại đô hộ người Hán. Tầng lớp thứ hai đó chính là địa chủ Hán và hào chủng Việt. Đây chính là những tầng lớp có quyền thế và kinh tế ngay tại địa phương. Tuy nhiên thì địa chủ Hán được sự bảo bọc của bọn quan lại đô hộ, cho nên là chúng rất là ỷ quyền và ỷ thế, luôn tìm cách để mà lấn lướt những người hào chủng Việt của chúng ta. Và tầng lớp tiếp theo đó chính là tầng lớp nông dân. Nhưng các con chúng ta có thể thấy thời Bắc Thuộc, nông dân lại bị chia ra. Thứ nhất đó là nông dân công xã, đây chính là những người nông dân tự do. Còn nông dân lệ thuộc, đây là những người nông dân phải bán thân để mà thuê ruộng đất của những người địa chủ Hán. Và những người này được xem như là những người nông dân không có tự do. Và thời kỳ đó thì số lượng nông dân lệ thuộc lại nhiều hơn so với nông dân công xã. Như vậy thì các con sẽ thấy là cái sự bóc lột của bọn quan lại người Hán đối với nhân dân ta rất là hà khắc. Và tầng lớp cuối cùng cũng giống so với tầng lớp cũng giống so với thời Văn Lang, Âu Lạc, đó chính là tầng lớp nô tỳ. Vậy thì sau khi nghe cô phân tích, các con có nhận xét về đặc điểm quan trọng nhất trong sự chuyển biến về xã hội là gì? Đây chính là câu trả lời của cô. Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền cai trị phương Bắc. Và mỗi khi có điều kiện, người Việt lại đứng lên lật đổ ách đô hộ, thiết lập chính quyền tự chủ của riêng mình. Vậy thì cô có một câu hỏi tiếp theo dành cho các con. Các con chúng ta sẽ dựa vào sách và suy nghĩ với cô nhé. Vậy thì theo em, tầng lớp nào sẽ đứng lên lãnh đạo nhân dân ta lật đổ ách đô hộ và vì sao? Câu trả lời của cô đã có rồi. Tầng lớp hào chủng người Việt chính là lực lượng sẽ lãnh đạo nhân dân lật đổ ách đô hộ, vì đây là tầng lớp có uy tín và có vị thế trong xã hội. Và những bài học tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem sẽ là những hào chủng người Việt nào
sẽ lãnh đạo nhân dân lật đổ ách cơ hội của bọn phong kiến phương Bắc nhé. Cô mời các con chúng ta sẽ ghi bài. Các con chúng ta sẽ dùng thước để mà kẻ cái bản mô tả cơ cấu xã hội thời Văn Lang Âu Lạc và thời Bắc thuộc vào tập. Chúng ta phải ghi bài thật cẩn thận. Và dòng chữ màu đỏ cuối cùng thì khi các con thấy cô dùng màu đỏ để ghi chữ thì các con chúng ta trong tập cũng sẽ dùng mực đỏ để ghi bài nhé. Và bài học hôm nay của chúng ta đã kết thúc. Cô chào các con và chúc các con luôn chăm ngoan và học tốt.